quay đầu lại cái đường mà hồi nãy anh chỉ á. Quay đầu đường nào? Đi đường này nè. Quay lại đi cái đèo Mimosa. Sọt thử coi. Đèo Mimosa. Đèo gì á? Mimosa. Đi cho biết. Chạy cái đèo đó là đi ra được Hồ Tuyền Lâm luôn á. Ừ. Đúng không? Quay đời đúng không? Máy đi lên được 18 phút. Ok chứ. Đúng không? Quay đầu lại đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đi vô cái đường nhỏ nhỏ này anh chỉ á. Đi đi. Đường đó nghe nó đẹp lắm. Ok chưa? Không, hình như đi nguyên mạch luôn á. Nguyên mạch là sao em? Bây giờ quay lại đây nè. Xong rồi đi rẽ với cái đường mà nãy anh chỉ á. Ok, let's go. Còn quay không Long? Đó. Còn quay không? Thấy đang chốt đèn. Ờ, vậy là quay đó. Ủa anh? Ừ? Nó chỉ là hoành qua đây hả ta? Ra, xong rồi đi mặt là ra đèo Virusa đúng đó, xong xong có đèo em luôn á. Đúng rồi. Test thử đèo Mimosa nha các bạn. Mấy lần đi Đà Lạt là đi đèo Friend riết rồi. Nhà mời đúng không? Giờ mình đi Mimosa. Các bạn tới khúc mà giờ tới chân đèo Friend á là mình sẽ quay đầu lại ha, xong rồi rẽ vào đây. Đó, rẽ phải vô đây nè, đó. Đúng rồi, thấy chưa? Vô đây. Rồi, let's go. Thẳng đường này đúng không em? Đi thẳng đường này đúng rồi. Years later. Nhớ lột tên đèo mấy các bạn ơi, không biết đèo này đèo gì nhưng mà thôi cứ đi lại đi.
Tại quận giới là có một cái đường khác để có thể đi ra được và Hồ Tuyền Lâm á, đi cái đường này nó đẹp lắm, ăn cua nè.
sướng quá, căng cơ luôn các bạn ơi.